Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về hàng những cái siêu phẩm dùng cho các bác là thay thế vào những hệ thống âm thanh sự kiện tiệc cưới đã kém dần theo thời gian. Ví dụ như thùng loa hỏng thì bên em có bán thùng loa các bác nhé. Đấy, cho mặt các bác đây là em về được một cặp vỏ thùng súp mẫu Extra Bass. Con này thì siêu to khổng lồ rồi. Con này thì đánh khủng khiếp rồi. Này. Đấy, các bác thấy không? Thùng khá là to, khá là lớn nhá. Và về thêm thùng 715 có dây trên nóc này. Đấy. Hàng bên em thì là sơn sườn cát cao cấp. Vẫn cái đàn mẫu này thôi. Mẫu kia thì có đại lý riêng đặt rồi, nó không bán. Còn các bác nào thích thì em sẽ tách riêng một hai đôi cho các bác, được không ạ? Đấy. Súp đi nhá. Súp đơn 50. Con này thì nắp các loại bát cứ 18 inch là nắp được. Một côn là hai côn. Rồi từ 22 côn trăm, từ 28 côn trăm 25. Đấy, hay là từ 32 côn trăm 50. Đấy, hay là từ 350 côn 200. Tùy các bác muốn nắp cái côn gì thì côn, muốn nắp bát gì thì nắp. Con này là nắp cái loại bát từ 28 côn trăm 25. Là nó đánh tiếng ra rất là khiếp rồi. Một quả này nó đánh phải ngang với một đôi xúc kép. Tức là một chiếc này nó đánh thì gần bằng một đôi xúc kép này. Đấy các bác ạ, nó đánh khiếp lắm các bác ạ. Đấy, thì đây về hàng đấy nha các bác nhá. Các bác nào thích thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Thùng thì em báo luôn này. Mẫu thùng này bên em đang bán là 5,5 triệu bao ship. Và 715 thì bên em đang bán với mức giá là 2,9 triệu 50 bao ship. Giờ giá nên rất là cao. Đấy, cái thùng này bây giờ nhập giá nó cao hơn trước rất là nhiều. Nhưng bây giờ nói đau cái giá này ra lắm khi là hớ đấy. Nhiều chuyến là hớ này, lấy chuyến nọ bù chuyến kia đấy các bác ạ. Không phải ăn ngon đâu, không phải là cơm hôm nào cũng ngon như mọi hôm đâu. Có hôm thì cơm hôm nay không ngon như mọi hôm. Có hôm thì cơm hôm nay có cả rau lẫn thịt. Có hôm thì ăn cơm mới muối vừng thôi. Đấy. Ok, thì các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Video giới thiệu đến đây là gọi thông báo các bác là có hàng về. Các bác cần cái gì thì hãy trực tiếp với em. Đấy, về trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.